Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với video tiếp theo của Tiền Văn Hóa. Thưa quý vị, chị LH, người dân sống tại tòa chung cư HH03C, tổ dân phố 4, khu đô thị Thanh Hà, Thanh Oai, Hà Nội cho biết, vào lúc 17 giờ 20 phút ngày 28 tháng 10, thang máy của tòa nhà di chuyển lên đến tầng 7 thì bất ngờ tụt xuống giữa tầng 3-4 rồi dừng lại, khiến hàng chục người bên trong hoảng loạn. Lúc đó bên trong có 7 trẻ em và người lớn, thang máy tụt xuống bất ngờ và dừng lại ở lưng chừng, cảnh tượng hoảng loạn khó tả. Chúng tôi bấm nút báo động, sau đó có bảo vệ lên cậy cửa cho mọi người đi ra. Tối cùng ngày, trao đổi với chúng tôi, ông Phan Minh Châu, tổ trưởng tổ dân phố 4, khu đô thị Thanh Hà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội, xác nhận vụ việc xảy ra vào buổi chiều cùng ngày khiến cư dân hoang mang. Theo ông Châu, tại các tòa của khu đô thị thường xuyên xảy ra sự cố thang máy. Dù đơn vị bảo trì đã được thay đổi, nhưng sự cố vẫn liên tục diễn ra. Điển hình có thang máy của tòa nhà bị hỏng nhưng hơn một tháng vẫn bị treo mà không được sửa. Chúng tôi đã gửi nhiều đơn thư kiến nghị đến các cơ quan chức năng, tại các cuộc họp cũng được nêu ra nhưng không được giải quyết, ông Châu nói. Sau khi sự việc trên được chia sẻ lên nhóm của cư dân, nhiều tòa chung cư khác cùng khu đô thị Thanh Hà đều khẳng định hàng loạt thang máy thường xuyên xảy ra sự cố tương tự. Một vụ việc tương tự mới xảy ra tại khu HH Linh Đàm. Vào lúc 17 giờ 50 phút ngày 24 tháng 10, nhiều cư dân sinh sống tại tòa HH3B trong thang máy di chuyển từ tầng cao xuống tới tầng 7 thì bất ngờ bị trượt xuống tầng 4, khiến những người bên trong gồm có phụ nữ có thai, trẻ sơ sinh, nhiều trẻ em đi học về gặp phải tình huống hoảng loạn. Trước đó nữa, vào khoảng 7 giờ 20 phút sáng 26 tháng 8, tại chung cư HH2C, Linh Đàm đã xảy ra sự cố khiến một người đàn ông suýt bị thang máy nuốt chửng. Thực tế này gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn, chất lượng của thang máy tại các chung cư. Theo cư dân của tòa nhà, điều đáng nói là việc này diễn ra tại đây và nhiều tòa khác của khu vực này không phải lần đầu hoặc thời gian ngắn. Theo ông Nguyễn Hữu Thắng, trưởng ban quản trị tòa nhà, đây là khu tái định cư đã đưa vào sử dụng gần 20 năm nên chất lượng tòa nhà đã xuống cấp. Để đảm bảo an toàn cho người dân, ban quản trị phối hợp cùng cư dân đóng góp tiền sửa chữa, thay thế thiết bị thang máy với tổng số tiền 500 triệu đồng. Tuy nhiên, đây chỉ là duy tu, sửa chữa. Để đảm an toàn cho người dân, thang máy cần thay mới. Anh Nguyễn Xuân Phong ở tòa nhà HH1C chia sẻ, HH1C vẫn được đánh giá là một trong những tòa đẹp nhất Linh Đàm vì tầm nhìn hướng hồ Linh Đàm. Tuy nhiên, ác mộng ở đây là cảnh tắc thang máy giờ cao điểm, nhất là thời điểm các cháu học sinh đến trường, có lúc phải chờ 5-7 lượt mới chen được chân vào thang máy để đi làm. Dù vậy, nỗi khổ của anh Phong cũng chưa thể so bì với các hộ dân các tòa HH4B, HH4C, HH3A, HH3B gần đó. Bốn tòa nhà này bị tra tấn bởi chợ cóc mọc lên dưới chân các tòa nhà đã nhiều năm. Theo thiết kế, 12 tòa nhà HH chỉ có một chợ với diện tích rất khiêm tốn, nằm ở tầng 1 HH4A. Chợ này không thể đáp ứng nhu cầu của hàng vạn cư dân. Có cung mắt, có cầu, một chợ cóc đã mọc lên phía sau tòa nhà HH3 và HH4, bất chấp những quy định và nay nghiễm nhiên tồn tại, với hàng trăm gian hàng hoạt động từ sáng đến tối. Cả con đường phía sau giờ đã bị chiếm dụng, biến thành chợ. Tại đây, hàng hóa đủ loại, từ vật dụng thiết yếu, rau củ quả, đồ khô đến tất cả các loại thực phẩm tươi sống. Cư dân quanh năm bị tra tấn bởi mùi xú uế vì nước thải chảy ra từ hàng cá, hàng thịt và khu vực bán gia cầm. Vào những ngày cuối tuần, chợ càng đông đúc nên những hộ dân ở tầng thấp muốn có phút yên tĩnh để nghỉ ngơi cũng không có. Tầng tôi ở có 20 căn hộ, hiện 14 hộ đã được chủ nhà bán để chuyển đi nơi khác. Gia đình tôi chưa có điều kiện nên vẫn phải sống ở đây. Hàng quán thi nhau lấn chiếm vỉa hè khiến người dân sinh sống tại khu HH luôn trong tình trạng ngộp thở. Ô tô, xe máy đỗ la liệt ngay dưới lòng đường, thu phí mỗi nơi một kiểu. Tình trạng loạn bãi gửi xe ở hệ thống chung cư HH Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội tồn tại dai dẳng nhiều năm nhưng không được giải quyết triệt để. Không ít lần, chính quyền ra quân dẹp bãi gửi xe trái phép, dẹp quán cóc, chợ cóc, nhưng do lỗi quy hoạch, mọi thứ lại trở về như cũ và cư dân đành tắc lưỡi, đành chấp nhận. Một vấn đề nữa khiến cư dân HH Linh Đàm lo lắng là dù về đây ở gần chục năm nhưng họ vẫn chưa được bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ đỏ, sổ hồng. Nguyên nhân là do công trình có nhiều sai phạm không được chủ đầu tư khắc phục, dẫn tới tình trạng treo sổ đỏ suốt nhiều năm qua. Thế nhưng, điều khó tin là giá căn hộ tại chung cư HH Linh Đàm thời gian qua vẫn tăng chóng mặt. Năm 2015, hàng nghìn căn hộ tại tổ hợp 12 tòa chung cư HH ở khu đô thị Linh Đàm được mở bán với giá dao động từ 13,5 đến 15,5 triệu đồng một mét vuông. Sau gần 10 năm sử dụng, các căn hộ tại tổ hợp chung cư HH Linh Đàm tăng rất cao. Khảo sát trên các trang mua bán bất động sản, các căn hộ ở khu vực dự án HH Linh Đàm được mua đi bán lại rất nhiều và giá không ngừng tăng. Hồi tháng 8 năm 2022, mức giá giao bán ở chung cư HH Linh Đàm dao động từ 19 đến 21 triệu đồng một mét vuông. Một số căn hộ có vị trí đẹp giá bán cao hơn, khoảng 22 đến 23 triệu đồng một mét vuông. Hiện nay, mức giá giao bán căn hộ tại đây quanh mức 30 đến 37 triệu đồng một mét vuông. Các căn hộ có vị trí đẹp có giá từ 38 đến 41 triệu đồng một mét vuông, tiệm cận các khu chung cư cao cấp trước đây.
Như vậy, so với giá thời điểm mở bán, mức giá giao bán ở chung cư HH Linh Đàm hiện tăng khoảng 16,5 đến 25,5 triệu đồng một mét vuông tùy căn. Còn so với cách đây 2 năm, mức giá giao bán ở chung cư HH Linh Đàm giờ cao hơn khoảng 11 đến 18 triệu đồng một mét vuông. Một số môi giới cho biết, tại chung cư HH Linh Đàm, các căn hộ diện tích từ 53 đến 57 mét vuông có giá từ 2 đến 2,2 tỷ đồng. Các căn hộ diện tích 65 đến 67 mét vuông có giá từ 2,3 đến 2,5 tỷ đồng. Còn các căn hộ diện tích 70 đến 72 mét vuông có giá 2,6 đến 2,7 tỷ đồng. Các căn hộ này đều có 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, nội thất đầy đủ. Đối với căn hộ 3 phòng ngủ, diện tích từ 76 đến 77 mét vuông có giá giao bán từ 2,5 đến 3 tỷ đồng. Đơn cử, căn hộ có 3 phòng ngủ diện tích hơn 77 mét vuông, nội thất mới đang được giao bán với giá 2,85 tỷ đồng, tức khoảng 37,01 triệu đồng một mét vuông. Hay căn hộ 67 mét vuông có 2 phòng ngủ với đầy đủ nội thất, giá giao bán là 2,26 tỷ đồng, bao phí sang tên, tức giá bán vào khoảng gần 34 triệu đồng một mét vuông. Hoặc căn hộ có diện tích 57 mét vuông với 2 phòng ngủ, nội thất đầy đủ và mới, khách mua chỉ việc xách vali vào ở, đang được giao bán với giá 2,2 tỷ đồng, khoảng hơn 38,6 triệu đồng một mét vuông. Tuy nhiên, ngoài diện tích, giá bán căn hộ cũng tùy thuộc vào nội thất. Những căn hộ có nội thất đầy đủ và mới luôn đắt hơn những căn hộ có nội thất đã cũ. Giá bán cũng phụ thuộc vào việc căn hộ đó ở tầng bao nhiêu. Những căn hộ ở tầng 35 đến 41 thường có giá rẻ hơn khoảng 50 đến 100 triệu đồng so với các tầng khác. Trước đây, những căn hộ ở tầng 2 và 3 có giá rẻ hơn một chút so với các tầng khác, nhưng nay giá không rẻ hơn bao nhiêu do nhiều người không thích phụ thuộc vào thang máy. Điều đáng nói, các căn hộ này đều chưa có sổ đỏ, giao dịch theo hình thức chuyển nhượng hợp đồng mua bán. Việc này dễ dẫn đến nhiều rủi ro cho người mua vì khi xảy ra tranh chấp liên quan sẽ không được pháp luật bảo vệ. Hơn nữa, trong thời gian chưa có sổ đỏ, người mua cũng không thể vay tiền ngân hàng bằng cách thế chấp căn hộ. Tuy nhiên, những căn hộ tại các tòa này vẫn được giao dịch bình thường và người mua chấp nhận mua không sổ. Các căn không sổ này có mức giá rẻ hơn so với những căn chung cư có sổ cùng khu vực. Vì vậy, nhiều người chấp nhận rủi ro vẫn xuống tiền mua với mong muốn an cư theo các chủ căn hộ. Do cộng đồng dân cư đông đúc, nhu cầu cao, việc mua bán cho thuê các căn hộ tại khu này rất dễ dàng và nhanh chóng.